Giảm Hiếu xe đạp Nhật Bản, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của em các bạn ơi. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bạn hai chiếc nha các bạn. Đó, xe còn rất nhiều các bạn, nhưng mà hôm nay em sẽ quay cho các bạn xem hai chiếc nha. Hai chiếc này cũng rất là đẹp. Đó, một chiếc xe thương hiệu Canon Đeo nha các bạn ơi. Đầu tiên đi, một chiếc xe thương hiệu Canon Đeo nè. Rồi và một chiếc Touring có thương hiệu là OBI nha các bạn. OBI. Hai xe rất đẹp. Đó. Rồi trước khi vào nội dung chính thì em cũng xin chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Rồi em xin phép vào nội dung chính của hôm nay luôn. Hai chiếc xe rất là đẹp nha các bạn ơi. Đây một chiếc Canon Đeo tay lắc nha các bạn. Một chiếc Canon Đeo tay lắc đến từ Shimano Clarit nha. Đó. Đây, C4 ghi đông công tăng thì còn rất đẹp nè. Tay lắc Shimano Clarit rất nhẹ nhàng nha các bạn. Đây. Rất nhẹ nhàng các bạn ơi. Một chiếc Canon Đeo màu đen nhám và màu xám nè các bạn ơi, pha với màu đen và màu đỏ nha. Đó, Canon Đeo nguyên zin theo xe nha các bạn. Mà chiếc xe này nó chạy xước các bạn, hơi chạy xước các bạn ơi. Rất là tiếc các bạn. Một chiếc xe nhôm và sườn nhôm nha, sườn nhôm và càng nhôm nha các bạn ơi. Đó, nó hơi chạy xước nè các bạn ơi. Vô quá trình vận chuyển về thì cũng rất là tiếc các bạn. FSA nè. Đó, xe rất đẹp mà nó chạy xước nhiều quá các bạn ơi. Đây, một cái cụm thắng của Romax nha các bạn ơi. Đây cái niền này đến từ thương hiệu Madut RS, niền nhôm 2 tầng nha các bạn, tâm inox sơn tĩnh điện màu đen nè, đầm khóa mở khóa nhanh. Đó, thương hiệu Canon Đeo các bạn ơi. Đó, chạy sướng nè các bạn. Thì các bạn nào mua xe này về thì em bán rẻ thanh lý cho các bạn luôn. Các bạn mua về thì các bạn đem ra tiệm sơn, các bạn tút lại cái sườn nha. Nó các bạn tút lại cái sườn là chiếc xe như mới luôn. Nó chỉ có cái sườn nó bị chạy thôi, còn lại mọi thứ trên xe đều ok nha các bạn. Nó bị chạy nha các bạn, những vết chạy này nè, về tút lại thôi các bạn ơi. Nó rất đơn giản thôi. Đây, yên nè. Yên rất đẹp nha các bạn. Yên của Canon Đeo, yên zin theo xe, không rách nha các bạn. Đó. Size của em này là size 46 nha các bạn ơi. Xe này size 46, từ 1m65 trở lên là chạy ok rồi các bạn. Đó. Rồi cái sườn bên đây còn cũng rất đẹp nè. Đó. Màu đen, Canon Đeo, màu đen xám và màu đỏ nha. Gọng nước zin theo xe luôn các bạn ơi. Dò dĩa nè, dò dĩa FSA. Đó. Rồi, cái xe rất đẹp mà chạy ổn lắm các bạn. Xanh lý luôn các bạn ơi. Đây, càng thắng sau rồi mắt. Điểm liếm là bao nhiêu liếm nha? 2, 4, 6, 8 liếm nha các bạn. 8 liếm Shimano Clarit nha. Đây, dò dĩa FSA. Rồi, dò dĩa hơi chạy luôn. Các bạn giờ tút lại luôn. À, Clarit nè. Tay mát còn đầy đủ nha các bạn. Đây, cái phản quang zin theo xe. Nó chạy nhiều quá các bạn ơi. À, xe này không chạy em bán 11 triệu nha các bạn. Xe này mà không chạy em bán tới 11 triệu nữa, các bạn ơi. Chạy quá thanh lý cho các bạn. À, thanh lý cho các bạn luôn. Rồi em thanh lý cho các bạn giá 8 triệu rưỡi luôn các bạn ơi. Rồi các bạn về bỏ mấy trăm ngàn ra tút lại cái sườn nó ok luôn. Rồi cặp vỏ, vỏ zin luôn các bạn ơi. Cặp vỏ zin theo xe 728, 726C. Cặp vỏ zin theo xe mắc in da băng nè các bạn. Đó, vỏ mắc in da băng nha. Vỏ zin theo xe không không mòn tí nào luôn các bạn. Parasite 700 × 26C mắc in da băng nha. Niền nè, niền của Madut nha các bạn ơi. RS. Đó, đồng bộ zin theo xe hết các bạn, nhưng mà nó hơi chạy cái sườn thôi. Đó, không chạy bán mắc lắm nha các bạn. Canon Đeo thương hiệu Mỹ à. Không chạy em bán tới 11 triệu đó các bạn ơi. Rồi hôm nay bán cho các bạn giá 8 triệu rưỡi nha. Các bạn về tút lại cái sườn và sử dụng thôi các bạn ơi. Đó, chiếc xe rất đẹp. Hai dĩa nha các bạn. Hai dĩa 8 lít nha các bạn ơi. Clarit nè. Rồi. Chiếc tay công thể thao nè, xe đua. Thanh lý 8 triệu rưỡi nha các bạn. Đó, sườn hơi chạy,
hoặc các bạn muốn giữ zin thì khỏi tốt, còn muốn tốt thì về bỏ mấy trăm ngàn ra tốt lại chiếc xe đẹp như mới nha. Đó, em bán xe zin không tốt nha các bạn ơi. Đó, chỉ chạy thôi các bạn. Đó, mấy này chỉ chạy sơn thôi các bạn ơi. Đó, chạy sơn nha. Rồi có sao quay vậy nha các bạn. Rồi 8 triệu rưỡi. Bạn nào làm được chốt nha. Đó. Canon đeo thương hiệu Mỹ 8 triệu rưỡi nha. Rồi tiếp theo. Đây để em coi xe này. Chiếc xe này là một chiếc Touring. Chiếc Touring thương hiệu là OPI nha các bạn. Chiếc Touring thương hiệu OPI, xe này cũng chạy nè các bạn. Đó, bị chóc sơn nha. Bị chóc sơn. Chóc sơn nha. Rồi, ghi đông không tăng là gật gù còn rất đẹp. Đó, bộ tay đề lắc của Shimano Gradius thôi. Rồi, bộ tay đề lắc của nó rất đẹp các bạn. Nhưng mà chạy rất ổn các bạn ơi. Đó, chạy ổn quá các bạn. Đó. Xe này là size 44 nha các bạn. OBA size 44 nha. Một chiếc xe dây âm sườn toàn bộ nha các bạn. Sườn nhôm. Sườn nhôm và càng nhôm nha các bạn ơi. Sườn nhôm và càng nhôm nha. Dây âm sườn toàn bộ nha. OBA. Tem cảnh sát Nhật còn đầy đủ luôn nè. Đó, xe phù hợp 1m6 trở lên nha các bạn. Rồi, cặp vỏ. Cặp vỏ Banasay nha các bạn. Mắc in da băng nè. 725C mắc in da băng nha. Rồi em quay rõ vô cho các bạn xem nó in da băng. Niền nhôm 2 tầng các bạn. Tâm inox. Đó. Thì tình trạng của em này là tâm là đi tâm đúng đền nha các bạn. Giờ có một cái tâm bị gãy nè các bạn ơi. Rồi cái về chỉnh sửa lên nha. Về chỉnh sửa tâm lại nha, có mấy chục ngàn à. Đây, OIA. Một xe rất đẹp. Xe này em đang bán với giá là 8 triệu rưỡi đó các bạn. Rồi nhưng mà nó hơi bị chạy xước nè. Rồi bán cho các bạn 7 triệu rưỡi, các bạn về tốt cái sườn lại nha. Xe này hàng chất lượng nha các bạn. Đó, xe rất nhẹ luôn. Yên zin theo xe nè. Yên zin theo xe. Đó, em đang bán 8 triệu rưỡi này nè. Đó. Bỏ sao là 700 vẫn là 725C. Máy in da băng nè, vỏ rồi không mòn tí nào. Rồi 2 4 6 8 lít nha các bạn ơi. Shimano Gradius 8 lít và 3 dĩa nha các bạn. 8 lít 3 dĩa Shimano Gradius. Nó bán với bạn với giá 7 triệu rưỡi luôn các bạn ơi. Rồi có ổ khóa zin theo xe luôn nè. Đây, cùm thắng nè. Đó, cùm thắng Shimano. UBA. Đó, thanh lý cho bạn giá 7 triệu rưỡi luôn. Cái công tăng gật gù chạy rất đỡ mỏi lưng nha. Một chiếc UBA màu đen nha các bạn. Đó, chiếc UBA màu đen nha. À, giá 7 triệu rưỡi các bạn về dọn chạy hoặc dọn bán cũng được nha các bạn. Đó, tình trạng xe là hoàn hảo luôn. Tình trạng xe này là hoàn hảo nha các bạn. Chỉ có là cái sườn nó hơi bị chóc sơn thôi. Các bạn về tốt lại nha. Đó. Bạn coi cái cụm thắng của nó còn ống ánh ca mây luôn nè. Là các bạn biết cái độ mới của em nó rồi. Đó, cụm thắng ống ánh ca mây luôn. Hai cái nắp nè. Đó, cũng rất đẹp luôn. Rồi 7 triệu rưỡi nha các bạn. Chiếc này 7 triệu rưỡi nha. Rồi, chiếc Canon đeo nè. 8 triệu rưỡi nha. À, các bạn nào làm được chốt nha các bạn ơi. Hôm nay em có 2 chiếc thôi. Rồi, các bạn quan tâm alo cho em 0975158377 nha các bạn ơi. Đó. Còn đây là chiếc Jet Mando 5 nha các bạn. Đấu giá nha các bạn ơi. Em sẽ lên clip sau cho các bạn xem nha. Chiếc Jet Mando 5 full carbon đấu giá nha, hàng đấu giá nha. Đó. Rồi quay sơ cho các bạn thôi. Để quay sau đi các bạn ơi. Jet Carbon Mando 5 còn cái nón zin nè. Hàng đấu giá. Rồi, bạn nào mà quan tâm hai xe này alo cho em. Chiếc 7 rưỡi, chiếc 8 rưỡi nha. Đó. Tình trạng là hoàn hảo bao cho bạn luôn. Không có hư hỏng gì hết, chỉ bị chày sơn thôi. Đó, các bạn về làm lại nha. Rồi, hẹn gặp các bạn những video clip sau. Xin kính chúc cho các bạn có nhiều sức khỏe nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào tạm biệt.